Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring có giảm xóc của Gian. Và đây là chiếc Gian XCR3500, một mẫu bán rất chạy tại cửa hàng Kiên Xe Đạp. Một dòng touring có giảm xóc phù hợp các bác đi đường phố hoặc leo núi, đổ đồi. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và đây là ngoại hình của xe. Màu xanh đen các bác nhé, cái sơn màu xanh đen khá là khỏe. Gian XCR 3500, có rất nhiều bác liên hệ với em để hỏi những chiếc xe có giảm xóc mà không phải địa hình, thì đây là một sự lựa chọn khá tốt đấy. Vâng, và những chiếc xe cao cấp của Gian thì họ thường đi dây âm sườn. Đây, dây âm sườn. Khung nhôm siêu nhẹ của Gian. Nhôm alloy X các bác nhé. Đây là một công nghệ làm nhôm của Gian độc quyền. Cho Gian bộ khung siêu nhẹ và bền này. Các bác có thể lên Google và search về công nghệ nhôm này, alloy X. Vâng. Cọc yên và yên phiên bản của Gian thì rất là mới đây. Thường thì những dòng touring XCR thì họ được trang bị thêm cái phản quang ở yên đây. Phản quang các bác nhé. Vâng. Chỉ những dòng XCR thì thường trang bị những cái yên này. Đùi đĩa 3 tầng Shimano. Đây là giảm xóc nguyên bản của Gian đây. Vâng. Tay nắm của Gian nguyên bản theo xe. Ghi đông cổ phốt cũng của Gian. Các bác có thể thấy đấy. Tay nắm Gian. Vâng, và trên khung xe có một vết móc do vận chuyển các bác nhé, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe cả. Vết móp rất là nhẹ nhẹ thôi, nhỏ. Vâng. Vâng, và xe được trang bị nguyên bộ vành của Gian. Đây các bác có thể thấy và Gian Mayer của Gian. Tất cả đồ nguyên zin nguyên bản. Thông số lốp là 700 × 38C. Vâng. Hình thức lốp. Lốp hình thức còn rất là mới các bác nhé. Gai đủ cả đây. Vâng, và xe có size S. Và bây giờ em sẽ đo size của xe. Vâng, và xe có chiều cao đứng là 45. Vâng. Và cũng là size S phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Có thể đi vừa chiếc xe này. Xe được trang bị 2, 4, 6, 8, 9 lít. 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Củ đề Shimano Alivio. Gạt đĩa của Shimano Alivio đây. Nguyên bộ group của Shimano Alivio. Tay bấm xả
Shimano Alivio, bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng, bên này tay bấm xả bên đĩa 3 tầng, 9 tầng bên lip. Con xe 27 tốc độ. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, lên lip. Sử dụng máy ơ của Gian, nguyên bộ group của Shimano Alivio. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Xuống lip. Xe 2, cho xe 27 tốc độ đây. 9 lít 3 đĩa. Lên đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Từ đĩa 3 tầng của Shimano. Giạc đĩa của Shimano Alivio. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Vâng. Vâng, và phanh. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano đây. Đĩa phanh rất là mới. Vâng. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Gian XCR 3500 màu xanh đen. Hiện tại chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá 8.3 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube ấn kênh xe đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để được hiện những thông báo những chiếc xe mới nhất về tại cửa hàng em. Tôi xin chào, cảm ơn các bạn theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.